xin cảm ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài họ có yêu bạn không, rồi tiếp theo họ có hành động gì. Nếu như bạn nhìn thấy cái video này, xem như bạn hữu duyên. Và mình chỉ nói điều cần nói, chứ không phải nói điều bạn muốn nghe. Vì thông điệp của trải bài có rất nhiều, các bạn hãy lựa chọn thông điệp cái nào phù hợp với năng lượng của mình nhé. Và trong trải bài, các bạn có những lá bài sau đây. Đầu tiên là các bạn có lá bài Three of Cups, ba ly. Kế đến nữa là các bạn có bài The Magician, một nhà ma thuật. Kế đến nữa là các bạn có lá bài The World. Lá bài đầu tiên sẽ đại diện cho cái vấn đề tại sao hai bạn dừng lại trong cái mối quan hệ này. Trong một trải bài của tình yêu mà cái lá bài ba ly này bị đảo ngược, có thể thấy như là một lễ kỷ niệm bị hủy bỏ. Điều này có thể diễn ra dưới hình thức là một tiệc đám cưới hoặc đính hôn, hoặc có là buổi một hẹn đi chơi, hay là một cái dự định gì đó của hai người đã bị hủy bỏ một cách rất bất ngờ. Và một trong hai bạn đã trở nên khác biệt với bạn bè của mình. Và với một cái số người thì có sự phản bội hoặc dè biểu từ những người xung quanh. Những người mà bạn nghĩ là sẽ thất thân, họ sẽ chúc phúc cho bạn hoặc là cảm thông với bạn. Nhưng cái vấn đề xảy ra là hình như là họ đang khó chịu và đồn thổi sau lưng bạn rất là nhiều. Thế nên các bạn phải cẩn thận với những người bạn đang tin tưởng. Và lá bài cũng cho thấy được cái mối quan hệ diễn ra rất là ngắn nhưng không bình vững đã xảy ra. Cái mối quan hệ này có thể là một niềm vui để bắt đầu, nhưng nhanh chóng nó sẽ tàn lụi. Và nó cũng có thể chỉ là một cuộc hội ngộ với một người bạn. Bạn sẽ sớm nhận ra là cái người này sẽ rời ra khỏi cuộc sống của mình vì một lý do nào đó từ phía của họ. Và nếu như các bạn đang trong mối quan hệ gắn kết thì đây là một cái điềm báo không có phải là tốt lắm. Nó có thể cho biết các lễ kỷ niệm có bị hủy bỏ như đám cưới, đính hôn hoặc các dự định đâu chơi xa. Nó cũng biểu hiện là có ai đó đang cố rắc rối gây ra cho mối quan hệ của bạn. Đây có thể là một trong những bên thứ ba đang cố gắng phá hoại mối quan hệ bằng những câu chuyện phím hoặc tin đồn. Có một ai đó đang cố gắng dụ dỗ cái người yêu của bạn hoặc sau lưng bạn, trong khi đó thì tỏ ra rất là tử tế với bạn. Và ở một cái số trường hợp á, là có thể thấy rằng cái áp lực tài chính đang gây ảnh hưởng rất lớn đến mối quan hệ của bạn. Do đó các bạn phải nên tìm hiểu thật kỹ và cho cái đối tác của mình một cái lời khuyên chân thành nhất từ phía bạn. Nhưng có một cái tín hiệu rất tích cực là bạn có thể kỳ vọng ít nhất sẽ có một cuộc hội ngộ thú vị một ai đó, hoặc điều gì đó mà đã xa cách bạn trong một khoảng thời gian. Bạn có thể là gặp lại người này. Do đó bạn hãy cố gắng luôn giữ liên lạc với mọi người. Biết đâu một trong số họ sẽ là cái người đem đến bạn tin tức tốt lành. Và với một số người thì sẽ có một khả năng là mối tình tan ba đang diễn ra. Đối phương của bạn đang đồng thời có tình cảm với một người khác. Và nếu như vậy họ sẽ cảm thấy rất có lỗi khi không toàn tâm toàn ý với bạn. Nếu như bạn muốn giữ cái tình yêu này, bạn nên thể hiện sự quan tâm của mình nhiều hơn để kéo họ quay về. Do đó các bạn điều cần làm là hãy bình tĩnh xem xét lại cái vấn đề, làm rõ tại sao cái người yêu của mình lại như vậy. Nếu lỗi ở là thiếu sự quan tâm lẫn nhau thì bạn hãy tìm cách khắc phục cho tình yêu của mình được ngày càng tốt đẹp hơn, để họ còn không nghĩ đến người thứ ba kia nữa. Và để trả lời là có yêu bạn không thì chắc chắn là có nha các bạn. Lá bài này họ đã từng yêu bạn rất nhiều. Và mọi chuyện hành động tiếp theo của họ sẽ là gì? Đó chính là họ sẽ xuất hiện vào lúc gần nhất. Bạn hãy sẵn sàng một cuộc gặp gỡ tri kỷ. Đặc biệt hơn là bạn sẽ gặp cái người này trong một buổi tiệc. Có lẽ là cái người này xuất hiện vào một cái buổi tiệc nào đó bạn đến tham gia. Do đó điều tốt nhất là bạn có thể làm sao để hôn hút ánh nhìn của người này. Hãy là chính mình, gặp gỡ và yêu nhau lần nữa sẽ là định mệnh của bạn. Tất cả những gì bạn phải làm bây giờ là tin tưởng vào trực giác của mình và đi theo dòng chảy. Nói cách khác là hãy để cho mọi chuyện nó diễn ra thật tự nhiên. Mình sống an nhiên giữa hiện tại, phát triển bản thân mình thật tốt, có giá trị thật cao và biết yêu thương lan tỏa nhiều hơn. Nhất định là bạn sẽ gặp một cái người này trong một buổi tiệc và sẽ là một cuộc gặp gỡ tri kỷ cho hai bạn. Và ngay tại cái thời điểm này,
thì cái người này không còn ngây thơ vô định nữa. Bởi vì cái người này đã có hướng đi và khát vọng cho riêng mình. Lá bài cũng mang lại cái nguồn năng lượng tối cao giúp cho người này thay đổi và tìm ra bản thân của mình rất là nhiều trong thời điểm này. Và họ mong muốn là có thể tạo ra những cái giá trị cho chính bản thân mình, từ đó trở thành một người rất là có quy luật trong thế giới này, thế giới vật chất. Họ có thể chuyển hóa năng lượng thành vật chất, nhưng hy vọng là họ sẽ dựa trên cái nền tảng là cái năng lực chuẩn mực và phù hợp với quy chuẩn của đạo đức xã hội. Từ đó họ sẽ là một cái người rất là tốt nha các bạn. Và bản thân họ đang được cái vũ trụ cho một cái cảm xúc và tinh thần rất là mạnh, để cho họ khởi đầu ra những cái dự định mới, lớn hơn. Đây là một cái điềm báo rất mạnh mẽ và tích cực, nhắc nhở là các hồi đó sẽ có thể thay đổi được cuộc đời của mình. Nếu như đơn giản họ chỉ cố gắng lên mà thôi, họ sẽ làm được tất cả mà họ muốn. Do đó ngay cái thời điểm này thì họ muốn tập trung và phát triển bản thân của mình nhiều hơn. Chuyện tình yêu đối với họ chưa phải là cái điều quan trọng nhất ngay lúc này, bởi vì họ muốn kiến tạo ra một cái gì đó để cho họ có giá trị hơn trong cuộc sống này bằng tất cả những công cụ ở xung quanh họ. Và kế đến là tiếp theo họ sẽ có hành động cụ thể nào trong cái mối quan hệ này của hai người. Và bản thân cái lá bài The World ngược lại xuất hiện thì chỉ thị là người này đang gặp khó khăn trong cái việc hoàn thành cái ước nguyện trong cuộc sống của họ. Và họ đang tìm hiểu lý do tại sao cái chuyện này xảy ra. Liệu họ đã cố gắng hết sức chưa, hoặc là họ đã đi đúng đường hay chưa. Bởi vì có một cái chuyện gì đó là đã kết thúc trong đời của họ và để lại một cái lỗ hổng rất là lớn. Kết thúc này không được hoàn hảo và họ cảm thấy rất là khó khăn khi mà buông xuống cái chuyện này. Tuy nhiên mà họ đã chọn cái việc tiếp tục cái nỗ lực một cách có ý thức để kết thúc cái việc này. Họ sử dụng lý trí rất là nhiều trong tình cảm. Đây là cái bước quan trọng để giúp cho họ tìm hiểu được họ là ai. Vấn đề của họ đang bị mắc kẹt ở trong tình cảm. Nếu đang trong một quan hệ lâu dài thì họ cần phải nghĩ đến việc là thắp lại ngọn lửa tình yêu giữa hai người. Nếu như họ đang độc thân thì hy vọng họ sẽ có hành động và hướng ra về thế giới bên ngoài để có thể tìm gặp bạn lần nữa trong những buổi tiệc tùng hay là những buổi vui. Hy vọng là các bạn sẽ tìm lại hái nhau lần nữa tùy theo cái năng lượng của người này nha các bạn. Rõ ràng là họ chưa có muốn kết thúc được cái mối tình cảm với các bạn, trong khi cuộc sống của họ đang bị mất phương hướng rất là nhiều. Cái mà nhìn thấy là họ đang muốn đi tìm cái bản thân họ, tìm cái giá trị. Khi mà họ tìm được giá trị của bản thân mình, biết mình có cái mục tiêu trong cuộc sống và hướng theo cái mục tiêu đó thì họ sẽ mới nghĩ chuyện tình cảm của hai người. Theo như trải bài, khi mà họ tìm được giá trị của bản thân thì họ đây muốn một cái đối phương cũng chắc chắn về tình cảm này với họ. Đây là một quan hệ rất có triển vọng, tình cảm của hai người sẽ rất sâu sắc. Khi mà hòa hợp với tình cảm của hai bạn thì có thể mong chờ vào cái tương lai của mối quan hệ này, một mối quan hệ chính thức được công nhận với tất cả mọi người. Và điều này chỉ diễn ra khi họ biết phát triển bản thân và họ đã có dành tình cảm thực sự cho bạn. Nếu như tình cảm đó không dành thực sự cho bạn thì cái điều này không xảy ra nha. Bởi vì cái dấu hiệu xảy ra đây là để họ đang dồn tâm dồn sức cố gắng tạo ra một cái thứ gì đó thực sự không có phù hợp cho họ, và biểu thị một cảm giác họ bị mắc kẹt trong cái tình huống này. Và ở một số bạn thì các bạn đang gặp một cái vấn đề là đột nhiên cái người này cắt đứt mối quan hệ của bạn mà không báo trước và không cho bạn thời gian để có thể cần thiết để kết thúc mối quan hệ, làm cho bạn cực kỳ mà khó giải quyết vì bạn chưa có cơ hội để tìm hiểu nguyên nhân tại sao. Và nếu có, các bạn cũng nên chú ý là hãy sống hòa bình với những gì đã xảy ra. Vũ trụ sẽ giúp đỡ cho các bạn thoát khỏi cái việc này. Đừng để cuộc sống của mình ra đi chỉ vì mình chờ đợi họ quay trở về. Và bản thân của họ cũng đang đấu tranh rất là nhiều cái việc để tiếp tục cho mối quan hệ đã kết thúc mà không có dấu hiệu được báo trước, tức là đột ngột tự nhiên hai bạn cắt đứt mối quan hệ mặc dù có chuyện rất là nhỏ nhặt đang xảy ra. Và cả ba cái lá bài xuất hiện trong trải bài đều mang năng lượng là có. Cái việc họ có yêu bạn là chắc chắn 100% là có. Và sau đây là cái thông điệp mà Oracle họ muốn gửi đến các bạn là gì? Bản thân của họ đang có cảm giác là rất muốn cái cảm giác yêu thương và hạnh phúc ở bên bạn khi xưa quay trở lại. Và điều thứ hai họ muốn nhắn gửi với các bạn là
Họ rất muốn trở thành cái gì đó quan trọng hơn đối với bạn, hơn mức ở tình bạn rất là nhiều. Sẽ có một mối quan hệ cam kết được diễn ra nếu như người này thực sự phát triển bản thân và họ tạo ra được giá trị cho cuộc sống này. Hy vọng là họ tìm được phương hướng, không bị mất phương hướng nữa trong cuộc sống và đi đúng đường, không bị chọn những lối đi rất là sai lầm. Xin cảm ơn các bạn đã xem trải bài.